jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Xin chào mọi người, mình là Trang đây. Phải đến khi cần xóa bộ nhớ thì mình mới cặm cụi chăm chỉ edit video. Giáng sinh năm nay chúng mình đi dạo trùng lù. Nghe rất kỳ lạ phải không nào? Không phải quá ngò mùn, cũng không phải là Lotte Tower hay các địa điểm hot hit tại Hàn vào mùa Giáng sinh, mà là trùng lù, một phần lịch sử của Hàn Quốc. Nào hãy cùng chúng mình đi du lịch trùng lù ngày hôm nay nha! Phố Trùng Lô có nghĩa là phố chuông. Trùng Lô là đoạn đường nối Gwanghwamun và Dongdaemun. Ở đây có rất là nhiều địa điểm du lịch văn hóa lịch sử như tháp chuông Busimgak, công viên chùa Topkul, đền thờ hoàng tộc Jongmyo, Dongdaemun và đi thêm xíu nữa là tới Insadong cùng vô số các địa điểm nổi tiếng khác. Đặc biệt là có tháp Trùng Lô Tower mà ngày xưa mỗi lần đi làm mình đều đổi bít ở trước tòa nhà này, thế nên là nhớ lắm ấy. Vibe của Trùng Lô rất là đặc trưng luôn, nhất là vào mùa đông. Trời ơi, phải nói cực kỳ 90s luôn á. Vì mấy hôm trước mình cũng đi đến những nơi hot hit rồi, nên mà nhiều người quá trời quá đất luôn. Thế nên là lần này bọn mình chọn Trùng Lô. Không hiểu sao lại chọn Trùng Lô nữa, nhưng mà rất là mê nha. Khổ nhãn mà. Hai loại hay sao ấy? Loại này với lại một loại à? Thế mày ăn loại nào? Nhìn vị này có vẻ ngon, mày lấy cái này được à? Ừ. Thế tao lấy cái này à? Nhìn đây như kiểu là bàn ban ấy nhở? Bàn ban đúng không? Ừ, gọi bàn ban mà. Ăn bánh mì tao cũng thích ăn luôn. Hoặc là kiểu cái vỏ của cái chipboard này. Trùng Lô lên đèn còn xinh xắn hơn cơ. Sự sặc sỡ của các biển hiệu là nên thương hiệu của đường phố Hàn Quốc rồi. Nhưng để nói về ẩm thực đường phố thì cá nhân mình thấy Trùng Lô hơn Miếng Đung hay là Thùng Thêm Mưa rất là nhiều. Chỉ là hôm đó vào Giáng sinh nên các cô chú nghỉ rồi, mình không quay được thôi. Bác nào mà qua Hàn du lịch thì cứ đến đây nhá. Đi đầu phố đến cuối phố là no cái bụng luôn đó. Nhưng mà nhìn lại là kiểu Hà Nội cái khu phức hợp ấy. Ôi, nhìn bánh tốt đi. Không có một hẳn cái khu ở bên kia. À ừ, người ta cũng nghe thấy. Ôi, kiểu những cái quả bóng này nó cũng xinh ấy. Nên đây là triển lãm cái gì đấy? Wow, nghe nó thích nhau. Khỏi hiểu chết đâu nhỉ. Next to me, snowflake.
Ủa, có nhiều vị chocolate. Mè đen. Mè đen. Matcha. Ốc vị. Hay là matcha. Matcha. Hay là choco. Nhưng hình như là nó không chảy đâu. Tao nghĩ là những cái bánh này mới là chảy này. Ừ. Matcha nhé. Nữa. À, sao mình cứ chạy chạy không? À, cái này đây là set. Set đúng không? À, bánh mì muối là cái này. Đúng không? Ở đây không có bánh kem nhỉ? Ừ. Trông đỡ hơn một tí. Trong cái cục này. Có đồ gì á? Tao nghĩ là ta sẽ uống sữa chua. Hay là avocado nhỉ? 저희 차이 어디로 잡으셨을까요? What a beautiful time to be here next to you. What a beautiful time. The chestnuts are roasting, the marshmallows toasted, golden brown. The lights are bright on the Christmas tree. Well, I've got you next to me. What a beautiful time to be here next to you. Tao cứ tưởng nó sẽ để chứa lên cơ, kiểu giống như cái hình ảnh ấy, nhưng mà không phải. Cái này là cái gì? Cảm ơn. Ui, mềm đấy. Cái đẹp không? Nhỡ hơi bất ổn. Chắc không được. Nhiều quá chừng lắm. Anh nghĩ còn cả xiên nữa. Ừ. Ăn hơi ít. Không ra. The tinsel panes are all misty stained from the streetlight lover's heat. I see a mother and a daughter dance on a slippery beat, and it makes me smile. Look around me and everywhere I go, there's Christmas pearls. Store-bought girls stringing lines of mistletoe. But where it all began and where it ends, no one can know. But right now, I know.
that this Christmas has a hold on me. And it keeps tugging hard at my heartstrings. If I only had one wish this year, this Christmas would be full of cheer. And a pretty tree. Hai bọn mình này đang hiện trên quả này. Ôi ấm ghê. Ở trên này có gió à mày?